Rồi, ngồi xuống ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nè. Mời bạn trai. Vâng, chào chị với Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Thì mình tên là Ngô Trọng Hiếu. Năm nay 32 tuổi, quê ở Hậu Giang. Nghề nghiệp là kế toán của công ty cấp nước công trình đô thị của Hậu Giang. Rồi còn công việc của mình hiện tại là dưới đó là mình ở với gia đình ba mẹ luôn hay sao? Tại vì cái nhà so với cái cơ quan thì nó hơi xa, nên là em mới sống ở lại cơ quan luôn. Ví dụ như cuối tuần mình về nhà một lần. Mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Đan, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang làm ở Kiên Giang và sinh sống cũng làm việc ở Kiên Giang luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên tư vấn cho công ty tài chính HD Xây Sinh ạ. Nhà em ở Kiên Giang, ở ngay trung tâm sao em? Dạ em ở Dòng Ghiền á anh ơi. Dòng Ghiền hả? Dòng Ghiền, nếu mà Dòng Ghiền qua thành phố Vị Thanh là cũng gần. Dạ cũng khoảng 10-15 cây ạ. Đúng rồi, khoảng chừng tiếng hồ là... Gì 10-15 cây bằng tiếng hồ? Đi qua nó chị, đi qua nó vòng vòng vòng. Rồi vậy là quá thuận lợi rồi ha. Chương trình chắc cũng cố gắng lắm mới ghép được hai bạn lại với nhau. Đó, vậy em lên đây hồi nào? Dạ em lên bắt xe lên là 5 giờ sáng và 10 giờ rưỡi tới đây. Rồi bây giờ là em á là ở dưới quê, là mình đang làm cũng ở chung gia đình hay sao? Dạ không, em làm ở thành phố Rạch Giá, thì thành phố Rạch Giá thì ở cách ở chỗ nhà em là khoảng 50 cây ạ. Rồi em đi làm em ở trọ. Rồi bao lâu mới về nhà một lần? Dạ khoảng tháng. Một tháng mới về nhà một lần. Dạ. Trời ơi, còn bên đây là cả tuần mới về nhà một lần. Dạ. Thôi thì nói chung hai bạn cũng là cũng cái khu cái biệt dưới đó sắp xếp gặp nhau hẹn hò. Dạ. Được không? Dạ được chứ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là ca hát được. Với lại là em thích tham gia những hoạt động thể thao. Nói chung là với người lớn tuổi á, thì ít nói chuyện giao tiếp với em giống như là hợp á chị. Nói chung mình nói chuyện với lễ phép, nhỏ nhẹ là phải không? Lấy lòng được người lớn đúng không? Dạ. Rồi điểm yếu. Dạ điểm yếu của em là hay khóc nhè. Có chuyện gì đó thì mình hay bị ảnh hưởng tâm lý, mình không có đưa quyết định chính xác được á chị. Mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ nín? Tự nín lên rồi chứ. Tự khóc tự nín. Đừng có ghẹo bạn gái khóc nha. Dạ em đâu có, em hiền lắm chị. Nhưng mà cụ thể cái công việc của em là em làm công việc gì? Trả góp á chị, cho vay trả góp á. Trong điện máy xanh ạ. Là bên công ty em cho vay hay là em tư vấn người ta cho vay? Em tư vấn thôi ạ. Như vậy hàng ngày tiếp xúc cũng nhiều khách hàng phải không? Mà tư vấn trực tiếp hay là tư vấn qua điện thoại? Khách hàng lại mua hàng mình tư vấn trực tiếp luôn ạ. Chắc cũng có nhiều anh để ý lắm phải không? Cũng không có, mới lên đây nè chị. Dễ gì không có đâu. Tại vì môi trường làm việc của em nói chung là nam thì nhỏ tuổi hơn em không à. Còn những cái người mà bằng em thì toàn là dạng giống như chị em với cho nên là không có. Rồi còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể thích nghi với môi trường mới. Đối với những người mà lớn tuổi thì người ta thích em, tại vì em cũng lắng nghe và chia sẻ, cho nên cũng mấy cô chú cũng ông bà thường người lớn tuổi theo nhà bạn bè thì cũng hay cũng em cũng lại nói chuyện. Hai nữa là em thì thuộc dạng là em người phượt thủ, thì em hay đi đó nhiều lắm, tại vì em làm việc là em hành chánh. Trên mấy cái dịp lễ Tết cuối tuần thì đó em nghỉ thì mới có thể đi những thời gian đó. Đi nhiều chưa? Đi được tất cả tới đâu rồi? Trong miền Nam thì em đi cũng gần giáp rồi. Xa nhất thì em đi là đi tới Đà Lạt, Nha Trang. Còn mỗi lần đi là đi với ai? Đi thì em đi mình. Một mình? Có khi thì nếu mà rủ được thằng bạn chí cốt theo thì nó đi chung. Còn nhiều khi nó bận chuyện quá thì em xách em đi mình. Em thử hỏi bạn gái coi bạn gái có thích đi phượt không, mà có ý định sẽ đi với em không? Em bên kia em có thích đi phượt không em? Dạ em thích anh ơi. Em nói giờ em đi có đi xa bao lâu chưa? Đi xa đi phượt thì em chưa có đi ạ. Em chỉ có đi theo đoàn của trường thôi ạ. Chưa nói đi. Nói chung mà em cũng thích đi nhưng mà em chưa có dịp đi ạ. Hy vọng có cơ hội em sẽ rủ được cô ấy đi phượt. Người ta mới đi lần đầu mình đi mấy cái chặng gần gần thôi nha. Dạ. Đi xa quá người ta ngợp. Thì gần gần thì có thể ra Kiên Giang, biển. Tụi em ở dưới đó đi Kiên Giang ha. Dạ, cũng gần biển, cũng gần. Được không em? Dạ được. Rồi, tình trường sao cưng? Dạ em trải qua một mối tình ạ, là kéo dài được một năm và kết thúc cũng 5 năm rồi ạ. Tại sao lại chia tay? Dạ là một phần là do tình yêu chưa đủ lớn, cho nên là anh ấy đi làm xa rồi, cho nên là cũng chia tay. Xa mặt là cách lòng. Dạ. Rồi 5 năm nay là ở không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy hợp gì. Thế còn em? Dạ, em thì có một mối tình từ thời phổ thông.
Rồi cấp 3 tới giờ thì em cũng có một quen một số bạn nữ nữa, nhưng mà chỉ là nó chưa có mối tình, nó chưa sâu đậm. Tình sâu đậm nhất là hồi cấp 3 thì quen mấy năm? 3 năm, từ lớp 10 lớp 12 là 3 năm. Cũng tình học trò thôi chứ gì. Dạ đúng rồi, cái đó là tình đơn phương. Tình đơn phương chứ không được tình hai phương đó hả? Dạ tình đơn phương. Ủa sao ngộ vậy, tình học trò mà cũng đơn phương nữa? Dạ đơn phương mới giống đang trường hát vậy. À, mà bạn gái đó có biết em thích bạn không? Dạ biết. Mà người ta không chịu hay tại em không tỏ tình hay là sao? Nói chung là cũng đó là chuyện chủ yếu là do học thôi chị. Có nghĩ gì nhiều thì nó cũng, bạn nữ cũng biết. Nhưng mà có thể là thời điểm đó bạn nữ nó chưa chấp nhận con người em ở thời điểm đó. Có nghĩa là hai bạn cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong tình trường. Mỗi người cũng, nói chung là nhưng mà cũng biết yêu. Cũng một mối tình dắt dai rồi ha. Thế hồi xưa là mình yêu vậy là thời học trò vậy thì mình có nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ chưa chị. Thời em là thời của 8 biết, đâu có giống như 9 biết giờ mà nắm tay đủ thứ. Ủa chị 7 biết mà chị cũng làm láng hết trơn nè em. Láng hết trơn nè em. Còn em sao? Mối tình 1 năm thì mình có sâu đậm chưa em? Cũng không sâu đậm lắm chị, có cũng có nắm tay với lại là hôn má. Có hôn má thôi, có hôn môi chưa? Hỏi thiệt. Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Em có hôn môi chưa? Chưa vậy. Chưa luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ thí dụ hai bạn quen nhau rồi ai chỉ ai hôn? Thì tới lúc đó tự động thôi chị. Tự động luôn hả? Tình cảm đến thì nó sẽ, những cái khác nó sẽ đến theo. Em có nghiên cứu qua cái đó chưa? Dạ cũng có, bây giờ báo chí internet nhiều lắm, mình cũng có nghiên cứu. À vậy hả? Mỗi lần mình coi phim ảnh hay mình nghiên cứu, mình thấy người ta gần gũi nhau thì trong người mình cảm thấy như thế nào? Thấy mình bồn chồn. Bồn chồn? Rạo rực. Thấy còn em? Em cũng bình thường rồi chứ. Bình thường là cái đơ cảm xúc ở nhà. Bình thường có nghĩa là không dám coi hay là không dám nói, hay là người không có biểu hiện gì? Xem thì cũng có xem, nhưng mà những cái cảnh đó cũng xem cũng ít hả? Em cũng hạn chế. Hạn chế? Dạ. Còn ví dụ như em xem phim mà thấy có mấy cảnh nóng thì em có, em nhìn chằm chằm, em nghiên cứu hay là em quay đi chỗ khác? Thì mình nhìn chằm chằm chị, đâu có quay đi chỗ khác được tại vì phim đang hay mà. À chắc em có lẽ là tua tới tua lui nữa phải không? Có chủ động tìm những phim đó để coi không? Dạ không chị. Phim ấy khó nói á. Em nói chung mình cũng có tham khảo trên internet. À là có coi đúng không? Dạ. Về tới về lui đúng không? Dạ. Tìm hiểu đúng không? Có coi chứ không có về tới về lui chị, con lần một. À là coi phim khác đúng không? Dạ. Cho nó coi phim khác. À đó tôi nói trúng mà. Ở đùa cho vui nhưng mà thật ra mình cũng bình thường. Dạ. Chứ không thôi làm sao có kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng là tụi em sẽ có được những cái tháng ngày hạnh phúc, em đềm đám cưới rồi này kia ha. Rồi mình mới có ấy ấy ha. Rồi bây giờ thì cho chị hỏi là mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, về ngoại hình thì em nghĩ là trên cao trên 1m85. Da thì trắng hay đen gì cũng không quan trọng gì. Nếu được cái mũi cao thì càng tốt. Gì nữa? Dạ hết. Làm như cổ ngồ cô thấy cái anh bên này hay sao nha. Diễn tả sao mà nó chứng dữ vậy, 65 da đen đen, mũi cao cao. Dạ, còn tính cách thì em thích một người là yêu thích con nít, yêu thích động vật, với lại là lễ phép với người lớn ạ. Được, em thích nít không? Tại vì em trai của em là có đứa con mới lớn. Dạ. Thích chơi với cháu ha. Dạ. Rồi còn em, mẫu người bạn gái em tìm kiếm là người như thế nào? Em thì thích mẫu bạn gái khoảng cao khoảng chừng 1m6 trở lên. Thì tóc thì tóc dài, người miền Nam, Tây Nam Bộ càng tốt. Nam rồi, ta Kiên Giang rồi đó, tóc dạ. Dài 1m6 rồi, dạ. Cũng được. Bởi gì nữa? Tính tình này hiền lành, dạ, biết lắng nghe người lớn. Làm như đôi này bữa nay khớp nè, dành cho nhau hay sao nè. Đâu đưa cho coi coi hình ảnh này, hình của em đây phải không? Dạ. Đây, có anh ấy trong này nè, em dòm thử coi. Trong này có cô gái đó đó, em thử em dòm xem coi là mình có cái cảm nhận như thế nào. Anh ơi có gợi ý gì không anh? Em có anh cả ai mà cao cao là anh á. Trời nhiều cô gái quá ta. Nhận ra ảnh chưa em? Anh đó hả? Lý do tại sao em chọn anh đó? Cao thì có hai anh này mà 32 tuổi thì chắc anh này trẻ, 32, khoảng 32, anh này hơi lớn xíu. À, anh này là già phải không? Giữ đi nha, giữ nguyên hiện trường đó rồi mở cửa trái tim lên coi đúng không? Sao chọn chưa? Ra chưa? Cô nào? Cô giữa. Áo hồng. Dạ. Yeah. Rồi giữ nó y nguyên đó nha. Mở cửa trái tim. 1 2 3. Tự kiểm tra đi xem mình chọn đúng không? Em trai chọn đúng không? Chính xác. Hay quá, em gái sao giờ cưng? Đã không chọn chúng rồi mà còn chỉ vô đúng ngay mặt em. Anh này già.
Giờ em muốn phạt sao? Bên nữ chăm chế gì vậy? Chưa gì bên rồi. Người ta chỉ vô đúng ngay mặt em luôn. Dạ. Anh này già. Tại hình đó là chụp đó là cũng lâu rồi. Nhìn nghiêng nghiêng cho người ta thấy mũi cao rồi nè. Nhìn nghiêng cho đó, cao không? Mũi cao không? Cao. Đen đen, cao. Mét sáu mấy? Dạ em mét 73. Dữ vậy hả? Dạ. Rồi quá chỉ tiêu rồi. Rồi thôi giờ cái chuyện phạt tính sao, tặng quà cho người ta kìa. Thôi lần đầu tiên thì... Rồi đưa qua trái tim luôn. Có món quà tặng em buổi gặp mặt đầu tiên. Cảm ơn. Có món quà tặng anh gấp quá cho nên em không có làm cái quan trọng một xíu, thông cảm cho em nha. Không sao, có món quà là ý nghĩa mới quan trọng. Dạ. Cuốn sách đó là bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác. Thì em đọc và em cảm thấy rất là hay. Khi mình gặp những cái khó khăn hoặc là những cái sóng gió gì trong cuộc sống, mình suy nghĩ đó chỉ là những cái gác ngửi, nó không nên ở trong đầu mình. Mình nên đẩy nó ra ngoài. Và cuốn sách này thì làm em mỗi lần mà em cứ như gặp những cái tình huống nào trong cuộc sống khó khăn nào này kia thì em đều nghĩ tới cuốn sách này. Hy vọng anh cũng đọc và cảm nhận giống như em ạ. Thì anh cảm ơn em về cuốn sách. Thì cái này đúng là đúng cái chuyên ngành của anh luôn. Tại vì công ty của em bên đô thị là... Trời ơi, gác. Đúng xe rác luôn. Đúng ha. Xe rác luôn. Rồi còn món quà gì trang trọng quá nè. Món quà của mình là sao nè, khui ra đi em. Dạ. Món quà của em thì em là phượt thủ. Thì em bán vô phượt trên mạng á chị. Rồi em tặng cổ gì đây? Trời thủ ơi chị. Chị tặng em cái bình nước đình ta năng. Ủa cái bình nhỏ xíu vậy em? Dạ, mở ra được chị. Mình kéo ra được. À dạ. Cái này mình dạng đa năng á chị. Mình có thể cuốn vô khi mình cuốn hết nước. Dạ đúng, dạ, mình bỏ cho nó gọn rồi. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Ok rồi, quà tặng cho nhau rồi ha. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau thì em có cảm nghĩ như thế nào? Tại vì lần đầu tiên thì em giữ những chương trình như thế này nên cảm giác mình cũng hồi hộp, lo hơi lo lắng chút. Dạ. Khi mà nhìn thấy thì em nhìn hình em đoán đúng thì cũng vui ha. Vui dạ. Tại vì trong này tới 4 cô gái lận mà mình đoán đúng là 1/4. Còn em nói giống như là sát muối vô trái tim em vậy đó. Em cảm thấy như thế nào khi mà trái tim cánh cửa này mở ra? Dạ em thấy anh hiền ạ. Rồi mình đoán sai đó rồi thấy sao? Mà mình còn làm tổn thương người ta nữa đó. Anh này già quá. Em xin lỗi nha. Em xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi, em xin lỗi, dễ thương quá. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ dùng một bữa cơm trưa tại nhà hàng Giao Hoa Food nha. Rồi mình vừa ăn mình sẽ tâm sự với nhau kỹ hơn. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Giao Hoa Food. Món tôm hùm baby rang hoàng kim nè, nghêu xào sốt Malaysia nè, cải rổ hai món, cơm chiên tôm lúa mạch. Wow, các Tường nhìn mà Tường phát thèm luôn đó quý vị ơi. Nè bây giờ hai bạn là hạnh phúc nhất rồi nha. Đúng lúc đói bụng, ăn thiệt là ngon. Tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau thật kỹ. Nhà cửa quê quán, sở thích, quan niệm về tình yêu. À, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại cùng trò chuyện với các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa thật ngon miệng nha. Gặp mặt đầu tiên thì anh mời em. Anh lên đây đi với ai? Anh đi có một mình à? Tại hôm nay ba mẹ em cũng còn đi làm nên cũng không có thời gian tranh thủ được. Và ba mẹ anh? Ba mẹ anh là giáo viên dạy ở trường cũng gần nhà. Dạ. Anh là làm kế toán hả? À, đúng rồi. Anh làm lâu chưa? Gần 10 năm rồi. Em ở thành phố là ở đâu em? Dạ ở thành phố Rạch Giá luôn. Đây khoảng 1 tháng em có xuống dưới. Tại vì có nhà bạn ở dưới. Rồi lớp tại anh hiện tại đang vừa đi làm vừa đi học. Là học ở đâu? Học làm, học ở Vị Thanh. Anh học ở Kiên Giang hay là anh học ở Hậu Giang? Anh học ở Hậu Giang. À, ở Hậu Giang. Bên em làm là có được nghỉ thời gian nhiều không? Em là một tuần được nghỉ một ngày á anh ạ. Nó là cố định, nó là mình được quyền mình chọn cái ngày mình nghỉ. Thường thì anh em quy định nghỉ là bữa thứ hai. Còn ví dụ mình có công việc gì nào khác trong tuần đó, thì em sẽ nghỉ bữa khác. Chứ nó không có cố định một ngày. Anh này làm chắc là anh nghỉ chủ nhật. Tại vì làm văn phòng á thì theo giờ hành chánh thì từ 2 đến 6, rồi thứ 7 chủ nhật thì anh đi học tài chính. Anh đi hồi vừa học vừa làm gì, anh tự nó ăn hay là anh mua đồ ở ngoài? Đó là ở cơ quan, ở chung với cơ quan thì có cái người đồng nghiệp cơ quan thì nấu anh ăn. Dạ. Còn thứ 7 chủ nhật thì mình tự túc.
Nhà em có mấy anh em? Nhà nhà em có ba anh chị em. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ ba. Thứ ba? Dạ. Nhà anh là thứ mấy? Anh là anh hai. Vậy nãy em mới nói gì cho anh già đó. Tôi ra tôi ăn rồi đó, mà vô người ăn chưa hết nữa. Nãy giờ có nói gì tới chuyện tình yêu chưa? Dạ chưa, nói giờ xem anh công việc không ạ? Lo công việc không à? Dạ. Thế cái quan điểm của tụi em trong cái chuyện tình yêu hay là trong hôn nhân thì như thế nào? Trong tình yêu, trong hôn nhân thì em nghĩ là hai người phải hiểu nhau, cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, với lại là phải chung thủy, chân thành, quan tâm lẫn nhau. Thế còn em? Nói với em thì cũng giống như bạn nữ thì chung thủy mấy những yếu tố đó là yếu tố hàng đầu. Mà đối với theo quan điểm em thì yếu tố đầu tiên em đặt ra đó là cái lòng tin trước. Tại vì khi mình có lòng tin thì những cái điều tồn tại sau đó, ví dụ như tình yêu, nó sẽ nảy sinh tiếp theo. Nếu mà lúc đầu lòng tin đã không có thì những cái nảy sau đó không tồn tại. Cái đó là quan điểm của cá nhân của em là gì? Bây giờ chờ hai bạn sẽ bóc một lá thăm của chương trình ha. Trong này có yêu cầu của chương trình, mình đọc lên mình thực hiện theo yêu cầu trong này cho nó vui. Hai bạn cùng song ca bài hát Nợ Duyên. Lưu ý đứng hát thật tình cảm. Trời ơi, thuộc bài Nợ Duyên không? Này chắc Nghi có đăng ký chương trình hay sao nè. Bài Nợ Duyên biết không? Dạ biết. Đâu thấy chưa? Rồi mời hai bạn qua đây. Chúng ta cùng nhau hát tình cảm vô bài Nợ Duyên. Rồi hai ba. Không gian ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xinh sao. Này người ơi xin những bước cho anh làm quê cũng được hiền cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em cùng đường. Ai có quê thì anh sao tự nhiên đi cùng hương. Biết chi nhà người ta xin tránh xa những em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mới lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em, anh nhìn người say quên lối về nhà. Thật sống lòng yêu sớm tại sao, ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quên đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hỡi người ơi, sao không cùng nhau xin bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chờ anh mai gặp nhau anh nhé. Trời ơi, được rồi, dễ thương quá à. Kìa, tôi thấy ở xa xa, có một người phụ nữ cười rất mãn nguyện. Dạ, mời chị bước vào đây ạ. Giới thiệu với em trai, đây là mẹ của bạn gái. Dạ. Rồi. Dạ, chào bác. Hồi nãy giờ em thấy chị ở ngoài chị theo dõi ha. Không biết cảm xúc của chị ngày hôm nay trong cuộc gặp gỡ của con gái mình thì chị thấy như thế nào ạ? Thì cũng vui. Cũng mong cho hai đứa tìm hiểu nhau để coi hợp thì chúng ta hôn nhân. Dạ, nhưng mà giờ sơ bộ thì mới gặp thì chị thấy anh chàng này như thế nào ạ? Chị, mình người lớn mình cứ nhận xét thẳng thắn đó chị. Được, thì cháu này thấy cũng được, chuyện cũng chuẩn. Chuyện chuẩn ha, cao ráo. À, hồi nãy chưa xin phép bác mà lo năm dám nắm tay con gái bác nha. Giờ em có gì em muốn nói với bác không? Mình có thể là mình thể hiện hay là hứa hẹn hay là quan tâm hay như thế nào đó. Nếu như trường hợp mình tiến tới được với nhau, nói một câu cho người lớn người ta yên tâm coi nè. Dạ thì thưa bác, thì qua chương trình này thì sau này con xin phép về nhà bác để gia đình. Dạ, nếu có điều có thể thì sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cơ bản là hai đứa nó đi. Dạ, nhưng mà cơ bản người lớn mình thấy cũng ổn phải không chị? Dạ, chị cũng thấy ổn đó. Rồi thôi, cảm ơn chị có một ý kiến nha. Rồi chào bác đi kìa. Dạ, cảm ơn chị. Đó, thì ngày hôm nay là đôi trẻ cũng có người lớn đến chứng kiến rồi. Mời hai bạn về vị trí nè. Tiếp xúc rồi ha, cũng hát, cũng nắm tay, cũng va chạm rồi. Thế sau khi hát xong này em cảm nhận ảnh như thế nào? Cũng hơi gung vậy. Ai gung, anh gung hay là em gung? Em gung. Em gung. Còn em, sau khi mà nắm tay bạn gái thì em thấy như thế nào? Cảm nhận như thế nào trong người của mình? Dạ, em cũng hơi rung. Dạ. Hơi rung ha. Thì nãy giờ thật ra chương trình là muốn tạo điều kiện cho tụi em có cơ hội gần gũi nhau chút xíu để mình hiểu nhau được nhiều hơn. Thì bây giờ trước khi mà quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thì hai bạn có cùng muốn nói lời nào với nhau nữa hay không? Mời em trai, em còn muốn nói gì với bạn gái nữa? Thì trước mắt định trình hôm nay á, trước mắt là cho bản thân mình cơ hội để mở rộng lòng ra đến với những bạn gái khác.
mình có thể đón nhận một người mà cái khác và bước vào trái tim mình để thay thế những hình bóng cũ đã ở còn ở quá khứ. Nó đã quá khứ rồi thì tôi cho nó là giữ cái quá khứ. Anh muốn hướng về tương lai để tìm một người cùng anh đi đến hết cuộc đời còn lại. Và sau khi mà nếu mà tình chuyện tình cảm nó tiến triển tốt đẹp á, thì sau khi cưới anh muốn mở một cái tiệm cho riêng mình, một quán cà phê phượt để mình làm chủ và cho các anh em những phượt trên mọi miền đất nước, ví dụ như đi ngang ghé ngang ở Hậu Giang, tại vì Hậu Giang cũng gần Tiền Giang nên không ngay đường, nhưng mà nếu mà anh em nào có ghé ngang thì có dịp ghé lại nghỉ ngơi, chung vui tham quan khung cảnh của tỉnh Hậu Giang. Dạ. Vậy là tương lai là muốn mở một quán cà phê phượt. Đúng rồi dạ. Tại vì hiện giờ cũng đang kiếm nguồn vốn, nếu có điều kiện thì em sẽ mở. Mở cái đó nhiều tiền không em? Dạ, đối với ở địa phương như ở Hậu Giang thì em nghĩ cái đó không có nhu cầu nhiều, khoảng chừng vài chục triệu thì mình có thể mở được. Rồi còn cái công việc hiện tại thì sao? Lúc mở quán cà phê thì công việc hiện tại là mình ngưng hay là mình vẫn làm song song hay là như thế nào? Công việc hiện tại thì em trước mắt thì em vẫn làm song song. Nếu mà công việc sau này có mở một cái tiệm riêng mà nó phát triển hơn thì có thể là em nghỉ. Em chuyên tâm qua cho cái tiệm của mình, cho nó mình chỉ dốc sức vào tiệm mình thì nó sẽ tốt hơn là làm là mình hai bên. Trước mắt thì chị sẽ chúc cho những cái dự án của em ha, là sớm thực hiện và sẽ gặt hái được những cái thành công. Rồi còn em gái, giờ em muốn nói gì với anh ấy trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút? Ví dụ như mà tìm hiểu mà hợp thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân ha anh? Tiến tới hôn nhân thì anh dự tính là khoảng năm sau, tại vì bây giờ cũng vài tháng nữa qua Tết rồi, cũng tới Tết rồi. Tức là tìm hiểu một năm đúng không? Trong thời gian một năm, thời gian có thể ngắn hơn, tại vì bây giờ đã gần tháng quý tư rồi, có thể rồi. Anh qua năm sau thì khoảng chừng nửa tháng, 6 tháng đầu năm thôi, rồi khoảng nửa năm nữa là mình có thể tính đến đám cưới. Ví dụ như em hay khóc nhè như vậy đó, nói chung là dễ cảm xúc cho nên là dễ khóc quá, thì em nghĩ là anh có kiên nhẫn không, hay là anh thấy ví dụ mà quen mà lâu quá rồi thấy bạn gái mình mà cứ vậy hoài anh sẽ thấy phiền. thấy phiền rồi anh kệ, anh đại, anh không có quan tâm tới có không anh? Thì khóc nhè thì nó có nhiều cái mức độ. Ví dụ như mức độ khóc ít thì mình có thể mình dỗ, rồi dù khóc như con nít mà khóc vụ lu lo thì cái đó là không có. Có cái chuyện gì mới khóc chứ, thì lẽ gì tự nhiên đụng gì cũng khóc, khóc hoài ai chịu nổi cô. Phải tươi tỉnh lên làm ăn chứ khóc hoài sao được, đúng không? Mình cũng phải cứng rắn bản lĩnh lên chút xíu, chứ gì đáng khóc thì mình khóc, cái giọt nước mắt mình mới có giá trị. Rồi cơ bản thì như vậy, ngày hôm nay thì cũng ít phút ở chương trình, Tường cũng hy vọng là hai bạn sẽ hiểu được nhau. Và bây giờ đến lúc là mình sẽ đưa ra cái quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Nút bấm này á, là nút bấm để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu thật sự chúng ta có rung động với đối phương thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta không có cái rung động và không thấy đối phương là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình sẽ không cần bấm. Mình bấm là mình sẽ trao duyên cho cái người đối diện. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Và sau 3 tiếng đếm của các Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Giờ mình về đứng bên một phía đi ạ. Trước tiên là hai bạn nắm tay nhau. Hồi nãy là mình nắm tay là để hát, còn bây giờ là cái nắm tay đầu tiên của hai bạn. Hy vọng rằng cái nắm tay này thật là chặt để mình cùng nhau đi một đường thật đoạn đường rất là dài. Yeah. Với những cái hạnh phúc, với những cái buồn vui trong cuộc sống cùng nhau. Yeah. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi, bả nhăn, hung mà bả nhăn thấy sợ luôn vậy đó. Còn bây giờ là một mình em luôn. Cũng còn một vài căn hợp tác
chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng mới 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Điểm yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động lắm. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thôi là em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chuyện là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo em. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay sao? Có khám đầu chưa á? Có khả năng biết em sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Người làm có tài chính, biết yêu, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Quê quán thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê nhiều lúc thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình vậy? Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly không? Ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Đang nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay, đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không?
Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó là như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với đã nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi em có tài lẻ gì không, ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi nữa. Vì người kia đi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Đầu thì em không biết nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng cái số nợ đó vẫn cứ duy trì không muốn hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy quá. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập việc ở đây mà. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình được tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha, mình chị chia sẻ tự chủ để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh
điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. À, nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. À, rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không ha, biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn Nam trên sân khấu đây? Bạn Nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi ừ, do là chị anh múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng trải năm qua cũng không hay. Ừ. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô là mai á. Thì không hiểu nhau á. Thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Giống như cũng vài tháng cũng như không hiểu mà không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, trung thủy, trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được chứ, nhìn nếu mà không đẹp mà có gì thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là cũng của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cái ao bắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, chắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ nhưng mình... quê quán là từ Đà Lạt từ đổ vào á. Từ đâu? Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Rồi. Ha.
Rồi, buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ, giờ chị tắt cuộc gọi rồi, rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ. Rồi, cảm ơn chị.